Chào mừng mọi người đến với Chica View, kênh YouTube chuyên về bất động sản. Trong video clip này thì mình xin review lại cái dự án có tên là Thăng Long Residence ở xã Trừ Văn Thố, huyện Bầu Bàng. Cái dự án này lúc trước thì mình cũng có quay rồi, nhưng mà lúc đó nó rất là hoang hóa, rất là ghê. Thì sau cũng hơn 5 tháng thì mình đến cái dự án này. Trước mắt thì mình thấy là họ có trồng những cái cây gì đó, không biết gọi cây gì, giống cây dừa, cây cọ hả mọi người? Chắc là cây cọ đó. Rồi trong khuôn viên đất thì thấy họ đã cải tạo đất, còn về đường xá thì vẫn là đá mi, chưa có cán nhựa nóng đó. Thì để mình chạy một vòng bên trong cho mọi người xem. Mình xin nhắc lại, đây là dự án khu đô thị Thăng Long Residence. Đi từ đường DT750 vào. Đường này là đường mặt tiền của đường 17C. Mình thấy ở ngoài cái cổng đi vào họ ghi là 17C. Bây giờ mình sẽ chạy một vòng cái dự án này cho mọi người xem. Mọi người, thấy họ trồng có như trồng những cái cây gì đó, thì cái cỏ cái gì đó không rành đoán vậy thôi nha mọi người, chứ còn mình cũng không rành đây là cây gì, nhưng mà cũng có cái sự mà cải tạo, cũng có sự mà xây dựng cải tạo đất. Thì mình nghĩ dự án có thể là đã được hoạt động lại chưa thì chưa biết nha, nhưng mà về đường phố thì chưa có gì không. Mình sẽ ngừng ở đây, mình quay bên ngoài cho mọi người xem. Khá là nắng mọi người. Trời, bây giờ nó gần 12 giờ rồi, nó nắng quá. Khi mà đưa ra quay thì phải nói là rất là hóc. Thì đây là một cái dự án khá là to, hơn 40 hecta. Lúc trước thì nó cũng có bị vướng vô những cái vụ giống như là chưa cho phép mà đã bán đất nền gì đó, thì nó vi phạm và bị đình chỉ. Lúc này thì không biết như thế nào nha mọi người. Đây là một cái dự án thuộc về chủ đầu tư là Thịnh Phát Land, làm chủ đầu tư Thịnh Phát Land hay là Tiền Land gì ta, xin lỗi, để mình xem lại cho chính xác nha, để nói bậy là chết luôn. Ôi chà.
những con đường thì nó vẫn đang là rất là gồ ghề. Rất là gồ ghề luôn. Tại vì bản chất thì họ cũng chưa có cán nhựa nóng lên, chỉ là đá thôi. Nhưng mà mình có thấy họ đã xây tường rào. Đây đã có xây tường rào. Và hy vọng là dự án này nó sẽ được hoạt động lại, để trong khu này lại có một cái dự án đẹp. Khu đô thị Thăng Long Bào Bàng, nó tên là vậy. Trên Google Maps thì nó tên là Thăng Long Residence ha mọi người ha. Hơn 40 hecta, rất là lớn nha. Ngoài mặt tiền của đường DT750 thì mình thấy có 2-3 dự án nữa. Thì có dự án của địa nhưng mà họ rào lại thì chắc không có vào được. Còn một cái số dự án khác thì mình cũng đã từng quay, thì nay họ đã lại hoàn thiện lại thì nó khá là đẹp rồi. Thì có gì chút nữa mình sẽ chạy vào mình quay luôn cho mọi người xem ha. Hy vọng là cái dự án này là họ được cấp phép xây dựng lại và xây dựng lại hết luôn. Thế thì nó sẽ đẹp. Bên kia là thuộc về một cái dự án khác nha mọi người. Dự án đó thì mình vẫn không biết tên nó là tên dự án gì. Còn riêng về Thăng Long Residence này thì hiện tại họ đã làm những con đường. Residence tọa lạc tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương. Chủ đầu tư là công ty địa ốc Thuận Phát Land. Tổng diện tích của nó là 43 hecta. Thì nó rất là rộng. Thì lúc này mình thấy họ ủi đường ra hết rồi. Chắc là nó đã được hợp thức hóa về đã được xây dựng rồi ha mọi người ha. Cũng hy vọng là mọi thứ thuận lợi để có một cái dự án thật là đẹp ở đây. Thì bên cái Thuận Phát Land này ở đầu đường của đường DT750 mà giao với lại đường quốc lộ 13 thì họ cũng có một cái dự án đó. Thì đang hoàn thiện, đang xây dựng một số căn nhà phố thương mại gì đó. Thì để mình có gì mình chạy ngang thì mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Còn về cái dự án này thì mình thấy là có cái sự cải tạo mặt bằng, cũng có như là ủi ra những con đường và cũng đã cho lót đá mi hầu như là hết tất cả con đường, giờ chỉ còn cán nhựa nữa thôi. Thì rất là hy vọng là dự án này nó sẽ hoạt động. Ai đã mua vào dự án này thì có thể yên tâm hơn ha. Ủa
23 hecta mọi người, lớn lắm. Tuy nhiên thì nó cũng chỉ là những mảnh đất trống thôi, chỉ là những con mảnh đất trống và những con đường thì chưa hoàn thiện, vậy nên mình cũng không có gì để mà gửi đến hình ảnh mà sắc nét đẹp hết cho mọi người xem. Chủ yếu là cho mọi người thấy cái tiến độ cũng như là cái đà mà phục hưng lại của cái dự án này, và ai đã đầu tư vào dự án này thì có thể là cảm thấy vui một chút. Hy vọng rằng là dự án nó sẽ hoàn chỉnh về cơ sở pháp lý và sau này sẽ có giấy sổ cho những nhà đầu tư. Năm 2021 rồi thì mong tất cả những gì mà tốt đẹp đến cho tất cả mọi người. Ok mọi người, đó như vậy thì mọi người cũng đã thấy rồi ha, mọi người cũng thấy sơ lược về cái dự án này nó như thế nào. Tất cả những con đường, tường rào cũng đã được xây dựng rồi. Ok mọi người, rồi thì một cái dự án tên là Thăng Long Residence. Lúc trước thì bị hoang phế, nhưng sau này đã có sự cải tạo, họ đang ủi mặt bằng lại và mọi thứ đang được hoạt động trở lại. Và hy vọng là trong thời gian ngắn tới thì dự án này nó sẽ lên thật là đẹp, để tất cả những nhà đầu tư đã đầu tư vào đây có thể yên tâm ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra khỏi dự án này. Đây là đường 17C, đi ra đường DT750 ha. Một dự án rất là bự mọi người ha, 43 hectare, bự quá. Rồi video clip review lại dự án Thăng Long Residence của kênh Chica View đến đây là hết. Và xin chúc mọi người vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người ở một clip khác. Bye bye mọi người.